Sabatomi Á Châu, nơi đỉnh cao công nghệ. Sabatomi Á Châu xin chào mọi người. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản phẩm thiết bị định vị nghe nén siêu nhỏ dòng cao cấp AC Plus AC16. Con này thì nó có cái khả năng định vị GPS vệ tinh. Nó có thể quản lý qua thiết bị phần mềm điện thoại nên nó khá tiện lợi các bạn nhé. Và chúng ta hãy cùng đi sâu vào cái cách sử dụng và cái review ban đầu của nó các bạn. Với cái kích thước khá trang nhã, hình ảnh đẹp, đóng thùng khá là đẹp, chúng tôi đang review sản phẩm cho các bạn xem. Rất đẹp đúng không mọi người? Sau khi mở nắp hộp thì chúng ta sẽ nhìn thấy này. Wow, cực kỳ là tuyệt vời. Đây chính là dòng sản phẩm AC Plus 16. Khá là đẹp các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc nó ra và đi sâu vào bên trong sản phẩm của nó thì chúng ta sẽ xem sản phẩm này nó có tính năng đặc thù sản phẩm như thế nào. Trước mắt chúng ta đó là cái dãy email của một cái thiết bị. Mỗi một cái thiết bị như này nó sẽ có một cái dãy email, nó để truy cập vào sản phẩm, đúng không ạ? Đây chính là hình dáng bên ngoài của thiết bị. Wow, cùng mở sản phẩm ra nào. Đây là cái lõi bên trong của thiết bị AC Plus 16 các bạn ơi. Khá là đẹp. Dòng thiết bị định vị này nó có tính năng định vị và nghe nén các bạn nhé. Nhỏ nửa bao diêm, đúng không ạ? Kích thước khá là nhỏ, rất tiện cho việc cất giấu trong túi sách, trong cặp sách, hoặc là mình để ở gầm bàn, gầm giường. Thiết bị này nó có nam châm, thế nên nó có thể nó hút ở bất kỳ một cái cục sắt hoặc cái kim loại nào có thể đặt ở gần nó các bạn. Các bạn hãy nhìn kỹ thiết bị. Ở trên cái thiết bị này thì nó sử dụng bằng cái micro sim, tức là nó sử dụng bằng cái khay sim nhỏ nhất. Chúng ta có thể sử dụng bằng sim Viettel, sim Mobi hoặc sim Vina đều có thể ok hết. Khá nhỏ, tinh tế và rất đẹp. Xin nhắc lại, thiết bị định vị GPS và nghe nén chúng ta có thể đặt ở gầm bàn, gầm giường hoặc chúng ta phải để ở túi sách người lớn, cặp sách trẻ con, hoặc chúng ta để ở cốp xe máy, cốp ô tô để chúng ta có thể nghe nén được các âm thanh xung quanh, hoặc chúng ta có thể định vị GPS vệ tinh qua cái điện thoại của mình. Cách sử dụng thì chúng tôi sẽ đặt link ở bên dưới hoặc cái video tiếp theo để cho các bạn xem nhé. Chúng tôi đã làm sẵn các video hướng dẫn rồi. Đây là chỉ là cái dòng sản phẩm review thôi. Rất mong các bạn hãy cùng đặt hàng của sản phẩm thông minh Á Châu.vn. Xin nhắc lại www.sản phẩm thông minh á châu.vn. Hotline 0974 95 1839. Xin nhắc lại 0974 95 1839. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Sabatomi Á Châu, nơi đỉnh cao công nghệ.